Con xin chào các cô và các bạn. Con học lớp 4, trường học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Đắc Cao, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Hôm nay con sẽ giới thiệu với các cô và các bạn về sản phẩm của con là hệ mô phỏng hệ mặt trời. Con xin bắt đầu chương trình ạ. Đầu tiên là con ấn vô cái đầu mèo, rồi con vô trong cái nút vẽ. Rồi sau đó con ấn vô đầu mèo. Ấn vô đầu mèo xong rồi con ấn vô tải lên trang phục, rồi tìm sao Thủy rồi cho ấn vô. Và các hành tinh khác thì con cũng làm như vậy. Còn lập trình thì con lấy vô sự kiện lấy khi bấm vào lá cờ, sau đó vô chuyển động lấy đặt đặt hướng bằng 90, xong con xuống các phép toán. Con lấy cả lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 10, sau con sửa lại thành từ 1 đến 360. Rồi con vô chuyển động lấy đi tới vị trí ngẫu nhiên, để con đổi lại thành sân. Rồi con vô điều khiển lấy liên tục, sau đó vô chuyển động lấy xoay sang bên trái 4.147 độ. Sau đó con vô sự kiện lấy khi bấm vào lá cờ xanh, rồi vô chuyển động lấy đi tới điểm x0 y0. Còn sao Hỏa thì con lấy khi bấm vào lá cờ. À, sao Hỏa thì con làm tương tự như sao Thủy, nhưng mà cái đoạn xoay xoay sang trái này là con sửa lại thành 1.62 độ. Trái đất cũng vậy, nhưng mà sửa cái này thành 1 độ. Cái này cũng vậy, sửa lại thành 0.084 độ. Và các cái khác cũng vậy, trừ cái bóng sáng và mặt trời, và sửa độ thành đúng. Còn cái bóng sáng thì con đã lập trình là khi bấm vô lá cờ đi tới vô sự kiện lấy khi bấm vào lá cờ, sau đó con vô chuyển động lấy đi tới x0 y0. Rồi con vô hiển thị lấy đi tới lớp phía sau cùng, rồi con lấy đặt hiệu ứng màu một một lượng bằng 0, rồi con sửa lại thành độ sáng và bằng 20. Con xin cảm ơn các cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc ạ. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của Bảo lắm nha, rất to và rõ ràng, giọng giạc luôn, đúng không nhỉ? Rồi, cô mời những bạn khác, hãy nhận xét bài của Bảo Long nào. À, cô mời bạn Quang Quang Hào nào. Quang Hào đó nhỉ, cô mời Quang Hào nhận xét sau đó tới Xuân Nhiên nào. Quang Hào thì nhận xét bài của bạn con nào. Vẫn Quang Hào đó nhỉ. Cô không thấy Quang Hào đâu nữa. Về cô mời Xuân Nhiên nào. Hôm qua con thấy bài của bạn rất sinh động và bạn có sáng tạo rất là nhiều chỗ thêm á cô. Mà bài bình thường của mấy bạn sẽ không có bóng sáng, mà bài này của bạn lại có bóng sáng. Con thấy rất đẹp, con xin hết. Rồi. Đúng là cảm ơn lời nhận xét của Xuân Nhiên nhá. Bạn Bảo Long á thì đã vẽ được là rất là rõ ràng này, đúng không nhỉ? Đấy, cả cái bài của Bảo Long á,
cả cái nhân vật của Bảo Long á, là Bảo Long đã thiết kế được rất là đẹp này, hình tròn rất đúng là rất là tròn luôn, đúng không nhỉ? Đấy, rồi là bàn cũng có bóng sáng, tuy nhiên cái phần là lập trình bóng sáng của bàn á, thì nó không có được, là nó không có được cái con có thể thêm để hiểu thêm cái là liên tục nữa đó, thì liên tục ở ở chỗ cái phần là hiệu ứng đây này, đó thay đổi, con lấy là thay đổi hiệu ứng màu một đồ sáng một lượng chứ đừng gọi đắt đó, con có thể thay đổi cái vào phần đó, vào phần hiển thị đó, đúng rồi, lại cái thay đổi đấy đó. Và ở đây chỗ màu á, thì mình sửa lại cho nó là thành là đồ sáng, bóng sáng, chỗ chữ màu ấy. Đấy, bóng sáng, đồ sáng rồi. Con có thể lại liên tục ăn luôn cái này. Được chưa? Thì là cái bóng sáng của mình á, nó sẽ liên tục, được chưa nhỉ? Liên tục thay đổi. Đó. Rồi, và cô thấy này, bạn đã thiết kế được các nhân vật rất là đẹp này, đều này, để ở những cái vị trí đúng chính xác này, và khi vào lá cờ á thì các nhân vật cũng đã xoay rất là đẹp, đúng không? Đấy, và phần thuyết trình của Bảo Lam á to này, rõ ràng này, lưu loát này, rõ ràng này, đã làm được những cái gì này và làm như thế nào này, thì Bảo Lam cũng đã trình bày được ra hết này, diễn đạt được ra tốt đấy. Đấy, quá. Ở bài này á thì cô thấy là Bảo Long có sự tiến bộ rất là nhiều so với ba những cái dự án trước này, rồi phần thuyết trình của Bảo Long á cũng 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 tốt hơn này, đó, tự tin hơn này, và có thể là rút được kinh nghiệm từ những lần trước đấy, thì bạn đã nói rất là rõ ràng, rõ ràng, lưu loát đó. Đấy là cô thấy là có sự tiến bộ rất nhiều. Đó, qua từng bài, qua từng lần thuyết trình đó, thì thấy bạn nào cũng có sự tiến bộ đấy, còn bạn tự tin trình bày ở giữa đám đông này, ở giữa lớp này đó, một những cái gì mà mình làm được và chưa làm được, hầu như là các bạn đều đã làm được những cái phần cơ bản của cái dự án và đã đạt yêu cầu nhẹ. Rồi cô cảm ơn phần thuyết trình của Bảo Long nha, hôm nay Bảo Long đã làm rất là tốt nha con.